tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ GIS ở thành phố Hồ Chí Minh là gì? Bản đồ GIS giúp phụ huynh tìm trường gần nhà cho con, thuận lợi cho việc đi lại và tránh được tình trạng chạy trường trái tuyến. Thành phố Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình thí điểm áp dụng bản đồ GIS để tuyển sinh. Cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin đợt tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024 sẽ thí điểm áp dụng bản đồ GIS tại thành phố Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình. Theo đó, học sinh được học tại trường gần nơi cư trú, có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường. Theo National Geographic, bản đồ GIS là viết tắt của Geographic Information System, hệ thống thông tin địa lý. Hệ thống này thu thập, lưu trữ, kiểm tra và hiển thị dữ liệu liên quan các vị trí trên bề mặt trái đất. GIS có thể hiển thị nhiều loại dữ liệu khác nhau trên bản đồ như đường phố, tòa nhà. Vị trí trên bản đồ GIS có thể được thể hiện theo nhiều dạng như vĩ độ, kinh độ, địa chỉ, mã ZIP. Hệ thống này có thể lưu trữ nhiều dữ liệu về con người như dân số, đường xá, đường dây điện, trường học, nhà máy. Do đó, khi thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng bản đồ GIS trong tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh có thể dễ dàng chọn trường học gần nhà, có thể chọn trường liên phường, liên quận, thay vì phải cho con học ở trường tại phường tương ứng nơi cư trú. Cách tuyển sinh mới này cũng hạn chế được tình trạng phụ huynh chạy trường trái tuyến cho con. Bản đồ GIS của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giúp người dùng phân tích mật độ trường theo địa giới hành chính. Màu tím là mật độ thấp, màu vàng là mật độ cao. Khi tra cứu bản đồ GIS, người dùng có thể phân tích mật độ trường theo địa giới hành chính. Cụ thể, màu tím trên bản đồ tương ứng mật độ trường thấp, màu vàng biểu thị cho mật độ trường cao. Ưu điểm của bản đồ GIS do Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cung cấp là phụ huynh có thể tìm kiếm các điểm trường theo dọc đường đi, ví dụ dọc đường đi làm, và tìm đường đi ngắn nhất. Đồng thời lọc các cơ sở giáo dục theo cấp học, loại hình như trường tiểu học, nhóm trẻ, lớp mầm non. Ảnh trên là ví dụ minh họa cho việc tra cứu, tìm kiếm trường học trên đường đi làm của phụ huynh. Khi phụ huynh nhập địa chỉ nhà và địa chỉ nơi làm việc trên trang web https://hcm.edu.vn, bản đồ GIS sẽ cung cấp chiều dài quãng đường, lộ trình và thông tin cụ thể của các cơ sở giáo dục trên dọc đường đi. Mỗi hình tròn trên bản đồ tương ứng với một cơ sở giáo dục, ví dụ vòng tròn chữ T màu xanh lục là trường tiểu học Châu Á Thái Bình Dương. Vòng tròn chữ T màu vàng là trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận 1. Không chỉ giúp phụ huynh học sinh tìm trường gần nhà, tiện đường đưa đón, GIS cũng giúp các nhà giáo dục có cái nhìn trực quan hơn về dữ liệu trường được phân bổ trên địa bàn. Hỗ trợ phân tuyến đầu cấp, hạn chế tình trạng học trái tuyến. Ngoài ra, GIS có các chức năng đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục nhờ các công cụ xử lý dữ liệu không gian thông qua các dịch vụ web của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Ngày 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận 8 chính thức công bố thông tin tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, toàn quận sẽ tuyển sinh trực tuyến thông qua bản đồ GIS. Theo đó, quận 8 là quận đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh áp dụng phương pháp tuyển sinh mới theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân quận 8 lưu ý các mốc thời gian đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 như sau. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, phụ huynh sử dụng mã định danh và ngày tháng năm sinh của học sinh để thao tác thử nghiệm đăng ký. Kiểm tra thông tin tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhnoan.hcm.edu.vn. Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, phụ huynh kiểm tra thông tin và đăng ký tuyển sinh chính thức. Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, phụ huynh học sinh xem kết quả và xác nhận nhập học. Từ ngày 1 tháng 8, các trường công bố danh sách xét tuyển. Từ ngày 2 tháng 8, xét tuyển bổ sung, nếu còn chỉ tiêu.